lựa chọn cái chủ đề bài dạy, mình sẽ xác định được cái yêu cầu cần đạt được cho từng chủ đề. Sau khi chúng ta đã xác định được yêu cầu đạt được cho từng chủ đề thì dựa vào những cái yêu cầu cần đạt được đó, chúng ta sẽ tiến hành là gì? Phân tích, xác định các phẩm chất năng lực được hình thành từ cái chủ đề đấy. Thì sau khi đã xác định được các phẩm chất năng lực cần đạt được thì việc tiếp theo của chúng ta là gì? Mô tả những cái biểu hiện của cái phẩm chất năng lực đấy được hình thành và phát triển sau khi mà học sinh học được cái chủ đề. Sau khi chúng ta đã diễn giải được cái gì? Những cái năng lực, những cái phẩm chất học sinh đạt được sau khi học chủ đề đấy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Thì lựa chọn cái phương pháp hình thức tổ chức dạy học sẽ đi kèm với những cái hoạt động giảng dạy liên quan. Thì theo như ở trong cái tài liệu thì chúng đã thấy rõ là gì? Hoạt động giảng dạy trong trường tiểu học thì bao gồm là gì? Hoạt động giảng dạy trong giờ lên lớp, hoạt động giảng dạy ngoài giờ lên lớp. Thì những cái hoạt động giảng dạy trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua những cái gì? Việc là gì? Dạy học các bộ môn bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông. Còn hoạt động giảng dạy ngoài giờ lên lớp bao gồm là cái gì? Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan, vân vân. Thì trong cái giờ dạy của môn tin học thì hoạt động mà nhiều hoạt động giảng dạy mà nhiều cơ hội được thực hiện nhất và chúng ta thường sử dụng nhất đó là gì? Dạng giáo án dạy học thông qua trải nghiệm. Và đặc trưng của dạng giáo án giảng dạy thông qua các hoạt động trải nghiệm chính là gì? Việc này sẽ sử dụng cái liên quan đến phần trước đó là gì? Mẫu giáo án định hướng sản phẩm. Tức là cái mà chúng ta vừa mới thảo luận ở phần trước. Và trong đó thì học sinh sẽ được tổ chức các hoạt động hợp tác để tạo ra một cái sản phẩm đích theo yêu cầu của giáo viên. Các hình thức tổ chức dạy học hợp tác khác nhau có thể được sử dụng, ví dụ như là chơi trò chơi, tham gia cuộc thi, làm kế hoạch theo một cái dự án ở mức quy mô nhỏ. Thì qua hoạt động mà việc tạo ra được cái sản phẩm đó thì học sinh được giáo viên làm và giáo viên ở ngoài quan sát, hướng dẫn, uốn nắn để từ đó hình thành và rèn luyện những cái gì? Phẩm chất, những cái năng lực như là gì? Có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với các hoạt động tập thể. Và sau đó là gì? Bản thân học sinh đó phải đánh giá được cái hoạt động hợp tác của mình, nó được chỗ nào, nó chưa được chỗ nào. Thì ngoài những cái hoạt động dạy học thông qua hình thức trải nghiệm thì có một dạng giáo án dạy học khác, tức là giáo án không có máy tính và giáo án có máy tính. Tức là gì? Dạy học cho học sinh và đặc thù của cấp của mình. Tức là gì? Dạy học mà thông qua máy tính, tức là gì? Các em được học lý thuyết, sau đó được trải nghiệm qua các giờ học thực hành. Còn nhà học không máy tính, tức là gì? Chỉ là truyền thụ một chiều. Và hiện trạng ở tỉnh mình á, thì là gì? Có rất là nhiều vùng, địa phương vẫn chưa được cấp máy tính để tham gia các hoạt động này. Thì hoạt động trải nghiệm chúng ta vừa mới trao đổi đây thì bản chất là gì? Là học mà có hoạt động. Hoạt động
này vừa là điều kiện vừa là phương thức của việc học. Và học từ cái trải nghiệm là cái quá trình mà học, mà theo đó cái kiến thức, cái năng lực được tạo ra thông qua cái việc là chuyển hóa từ cái kinh nghiệm trong quá trình mà chúng ta thực hiện hoạt động. Học từ trải nghiệm thì phải gắn với là kinh nghiệm của bản thân. Ngoài ra để phát triển cái gì? Cái sự hiểu biết khoa học và tác động vào cái nhận thức của trẻ, tức là trẻ ở độ tuổi tiểu học, nhưng mà vẫn được hình thành và phát triển cái năng lực, cái phẩm chất của trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh việc hình thành cái phẩm chất và cái năng lực của trẻ thì hoạt động trải nghiệm có thể tập trung. Xin phép quý thầy cô để tắt cái. Thông qua đấy tập trung hình thành, phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh. Ngoài những cái năng lực chung thì có những năng lực đặc thù như là năng lực tổ chức hoạt động. Như sáng giờ chúng ta trao đổi, ví dụ một cái hoạt động trải nghiệm nhưng liên quan đến cái gì, sử dụng cái mẫu dạy học là gì, tạo ra cái sản phẩm. Thì ví dụ như sản phẩm đó là một bài trình chiếu PowerPoint, thì hoạt động trải nghiệm là gì? Cho các em tham gia một hoạt động, tự tổ chức một cái hoạt động của trường, và các em là người tạo ra cái bài trình chiếu để phục vụ cho cái hoạt động đấy. Thì các em phải là người lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, quản lý các hoạt động đó, và cũng chính là người tạo ra cái sản phẩm đó, nhưng dưới sự hướng dẫn và đóng góp ý kiến của quý thầy cô. Cái thứ hai là ta việc tăng cường những cái hoạt động thực hành hay là trải nghiệm cho học sinh sẽ giúp cho học sinh có cơ hội để huy động và vận dụng những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong các môn học đấy. Từ đó, cái hoạt động của học sinh nhằm để giải quyết các tình huống có thật trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Từ đó là sẽ giúp cho học sinh gì, hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực. Thì đó là những hoạt động giảng dạy liên quan đến cái việc là gì, giảng dạy môn tin học ở cấp tiểu học. Thì cái chương này nó sẽ còn hai phần nữa, là cái tiền đề để cho chúng ta tiến hành ở bước thứ hai, tức là gì, xây dựng một cái gì, cái giáo án, một cái kế hoạch giáo dục đi theo cái hướng là gì, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Thì ở đây có hai cái vấn đề cần chúng ta tháo gỡ sau khi chúng ta tham gia các hoạt động nãy giờ rồi. Thì chúng ta phải làm sao phân biệt được giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động trải nghiệm. Như thế nào được coi là hoạt động giảng dạy và như thế nào là hoạt động trải nghiệm, nó sẽ khác nhau như thế nào, và từ thực tiễn đấy trong dạy học tin học ở tiểu học chúng ta có thể gì, tổ chức cho học sinh những cái hoạt động trải nghiệm nào ngoài cái giờ lên lớp. Thì cái vấn đề này chúng ta sẽ gì, thảo luận ở trong nhóm luôn,
chứ không cần phải trong nhóm chung của lớp luôn, chứ không cần phải là gì chia nhóm nữa. Thì cái hoạt động này là quý thầy cô có thể trao đổi trực tiếp dựa vào trên cái nền là gì kinh nghiệm của bản thân trong quá trình đi dạy. Thì ở cái vấn đề số 1 thì có quý thầy cô nào có thể giúp chúng giúp cho cả lớp phân biệt được gì hoạt động giảng dạy và hoạt động trải nghiệm nó sẽ giống hay là nó sẽ khác nhau như thế nào? Từ đó mình sẽ đến câu thứ hai, tức là gì? Ở trong dạy học tin học ở tiểu học có thể tổ chức cho học sinh những cái hoạt động trải nghiệm nào ngoài cái giờ lên lớp, không tính trong cái giờ lên lớp. Rồi quý thầy cô có thể trao đổi được không ạ? Em đã mở chế độ là có thể mở tiếng cho mọi người rồi, mọi người có thể cùng trao đổi với nhau được không ạ? Có quý thầy cô nào có thể tham gia chia sẻ được không ạ? Thôi để xem trong danh sách và sẽ mời quý thầy cô trao đổi. Dạ alo ạ. Dạ, em xin phép được trao đổi cái vấn đề này. Anh là tên là gì và ở trường nào ạ? Em là Thiện ở Chư Bà Rông. À dạ rồi, xin mời anh trao đổi ạ. Theo em thì cái hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm này nó có một số địa điểm khác nhau như sau. Thứ nhất là về mục đích. Mục đích thì ở hoạt động dạy học thì nó nhằm hình thành chủ yếu là cái năng lực trí tuệ và kỹ năng về trí tuệ. Còn ở hoạt động trải nghiệm thì là hình thành cái phẩm chất, nhân cách, giá trị, kỹ năng sống mà về mục đích. Thứ hai là về chức năng và nhiệm vụ thì chức năng chủ yếu của hoạt động dạy học đó là giáo dục về trí tuệ, còn hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì chức năng chủ yếu của nó là nhằm thực hiện giáo dục về đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe lao động, vân vân. Còn về đối tượng thì đối tượng của hoạt động dạy học đó là hệ thống khái niệm, hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Còn hoạt động trải nghiệm thì đó là một cái hệ thống giá trị chuẩn mực theo cái về cái hướng là theo định hướng về giá trị đạo đức xã hội nói chung, về các định hướng mà người ta công nhận về cái xã hội người ta công nhận, đó là cái giá trị. Còn về cái lĩnh vực thì ở cái hoạt động dạy học thì nó là ở môn học khoa học. Còn hoạt động trải nghiệm thì thường là nó là ở một cái chủ đề nó mang tính nội dung nghĩa hẹp nhưng mà nó đa dạng và phong phú hơn. Đó là về cái lĩnh vực. Còn thời gian thì về thời gian khác nhau giữa hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm, theo em thì hoạt động dạy học thì cái thời gian nó chiếm lĩnh thì nó thường là nhanh hơn, nhưng mà hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì thường là cái thời gian nó phải lâu dài và bền bỉ hơn thì cái kiến thức kỹ năng nó mới được hình thành và tạo dựng. Còn về hình thức thì nói chung là ở dạy học thì thường là lớp ở trên lớp và theo cái bài học, còn hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì nó lại đa dạng ở các buổi sinh hoạt, các
tham quan lao động công ích hay là các cái hoạt động thường ngày thì nó cũng đều là những cái hoạt động trải nghiệm. Về không gian thì nó khác nhau, ở không gian là không gian dạy học là nó ở thường là ở trong phòng học hoặc là một địa điểm cụ thể cố định. Còn ở hoạt động trải nghiệm thì thường là ngoài, thường là môi trường bên ngoài lớp học, và nó cũng không cố định về một cái địa điểm nào cả, nó có thể rất là linh động tùy vào cái chủ đề, chủ điểm và cái sự năng động của giáo viên. Về phương thức thì về phương thức hay là hình thức dạy học thì tôi nghĩ là ở cái hoạt động dạy học thì nó là truyền đạt phân tích giảng giải, hình thức chủ yếu là cá nhân, còn ở cái trải nghiệm sáng tạo thì nó mang tính hoạt động chủ yếu là hoạt động tập thể. Và cái kiểm tra đánh giá, về cái góc độ kiểm tra đánh giá thì tôi thấy là chủ yếu là củng cố kiến thức khoa học và lý luận thông qua việc giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn của cái bài học. Còn về cái trải nghiệm thì nó là chủ yếu tích lũy kinh nghiệm và hoạt động ứng xử giải quyết về những cái vấn đề thích ứng đa dạng với cuộc sống và vận động ở xung quanh mỗi học sinh. Theo em thì có một vài những cái sự phân biệt giữa cái hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm như vậy. Tôi xin hết ý kiến. Cảm ơn anh. Ở trong lớp mình còn có thầy cô nào muốn trao đổi về cái vấn đề hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm không ạ? Xin mời quý thầy cô trao đổi ạ. Có thầy cô nào muốn trao đổi vấn đề này không ạ? Thì nếu không có thầy cô nào chia sẻ thì em cũng chia sẻ luôn. Hồi nãy thầy có trao đổi về thầy Thiện có trao đổi về cái hoạt động dạy học giảng dạy và hoạt động trải nghiệm, thì nó có một phần sát với vấn đề là gì hoạt động giảng dạy, còn cái hoạt động những cái mục đích hay là những cái chức năng nhiệm vụ thì thầy chỉ đang thiên hướng về cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Còn nói chung chung về những cái hoạt động trải nghiệm chung thì ở bên tất nhiên là như thầy nói là cái hoạt động giảng dạy là mục đích chung và cái chức năng nhiệm vụ của nó phải là gì, thực hiện cái nhiệm vụ là gì, giáo dục trí tuệ để ra hình thành cái năng lực trí tuệ và kỹ năng trí tuệ. Còn ở bên cái hoạt động trải nghiệm chung của mình á, để giúp làm gì, giúp cho học sinh hình thành phát triển những cái năng lực có thể thích ứng với cuộc sống, giúp cái năng lực tiếp theo mà trong cái hoạt động trải nghiệm mang tới được là năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động. Giống như cái ví dụ nãy giờ chúng ta đang trao đổi là gì, học sinh có thể gì tham gia vào những cái hoạt động cụ thể mà trường đề ra chẳng hạn, và hoặc học sinh sẽ là người thiết kế tổ chức cái buổi hoạt động trải nghiệm đó, và là ứng dụng cái công nghệ thông tin, những cái kiến thức tin học mà mình đã được học để mình tạo ra một cái sản phẩm làm gì, để giúp cho cái hoạt động đó được tốt hơn. Còn ở trong còn thêm một cái vấn đề nữa mà thầy nói đó là gì, nhóm đối tượng của bên hoạt động giảng dạy là hệ thống khái niệm, hệ thống tri thức, hệ thống kỹ năng. Còn bên kia đúng là gì? Hệ thống các chuẩn mực của xã hội là không có gì thay đổi. Ở bên các hoạt động giảng dạy á, chủ yếu là các môn học, khoa học ở các lĩnh vực ạ. Còn ở bên hoạt động trải nghiệm thì
nó được chia theo các chủ đề, chủ điểm, nhưng nó lại rất đa dạng về các chủ đề, chủ điểm, không chỉ gò bó ở trong cái nội dung môn học. Tiếp theo là gì? Cái hình thức thì thầy đã phân tích rất là đúng là gì? Với cái hoạt động giảng dạy, chủ yếu là hình thức là ở trên lớp, xem bài, có thể thực hành, có thể ở phòng thí nghiệm. Còn về bên cái hoạt động trải nghiệm thì vì nó là các hoạt động trải nghiệm, nó là sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội tham quan, cho nên là cái gì? Cái hình thức của nó có thể rộng hơn, không chỉ trong cái không gian phòng học nữa, mà là gì? Ngoài phòng học, ngoài những cái địa điểm công cộng. Và với cái hoạt động là gì? Giảng dạy. Thì cái phương thức chủ yếu mà chúng ta sử dụng đó là gì? Truyền đạt, phân tích của giáo viên. Còn đối với cái hoạt động trải nghiệm thì nó sẽ là xây dựng kế hoạch và tự trải nghiệm, tự biểu diễn những cái sản phẩm của mình. Từ đó chiêm nghiệm, từ đó rút ra được gì? Đúc kết được kinh nghiệm cho bản thân. Thì cũng đã nói ngay từ đầu những cái ví dụ từ trước giờ là học sinh sau khi làm có thể lần đầu chưa tốt, nhưng khi học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, được đóng góp ý kiến từ các bạn trong nhóm cùng tham gia, được đóng góp ý kiến từ thầy cô, và thấy được là gì? Cái kết quả mình sử dụng trong cái buổi ngày hôm đấy được chưa được chỗ nào, từ đó học sinh có thể sinh ra được là gì? Rút kinh nghiệm và sẽ không để lặp lại những cái lỗi, hay là để lặp lại những cái chưa được ở trong cái buổi học tiếp theo. Ngoài ra, cái mục đích chủ yếu để của cái hoạt động giảng dạy là gì? Củng cố cái kiến thức, để giải quyết cái nhiệm vụ của thực tiễn. Còn cái hoạt động trải nghiệm thì nó lại cảm giác hơn ngược lại, tức là gì? Tích lũy cái kinh nghiệm thông qua cái sử dụng, ứng dụng những cái kiến thức đại học vào tình huống cụ thể trong cuộc sống. Và sau khi đã hình thành, tích lũy những kinh nghiệm đấy thì sẽ hình thành được hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có ý thức hợp tác nhóm hơn, và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề theo định hướng phát triển năng lực. Thì cái gốc cuối cùng, cái cuối cùng của chúng ta hướng tới vẫn là những cái phẩm chất, những cái năng lực học sinh đạt được sau khi học sinh học môn của chúng ta. Cái điểm khác biệt cuối cùng của cái hoạt động giảng dạy và cái hoạt động trải nghiệm là gì? Là cái người cuối cùng, người thực hiện, người quản lý, người tổ chức. Thì ở trong cái hoạt động giảng dạy, cho dù là gì thì người quản lý trung tâm vẫn là giáo viên. Nhưng trong hoạt động trải nghiệm thì người quản lý có thể là chính học sinh hoặc là chính nhóm học sinh được giao nhiệm vụ. Và thầy cô giáo chỉ là người góp ý theo sát cái chương trình mà cái nhóm hoặc là cái em học sinh đó đưa ra. Chỉ đó là những cái khác nhau cơ bản giữa cái hoạt động giảng dạy và hoạt động trải nghiệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước ở cái bước tiếp theo là quý thầy cô hãy dựa vào những cái kinh nghiệm, những cái
quá trình mà mình đã giảng dạy cái môn tin học ở tiểu học trong thời gian vừa qua, hoặc là những thầy cô có thể làm ngoại đạo một chút, tức là không phải là môn tin mà dạy môn văn hóa, thì mình cảm thấy là có những hoạt động gì có thể tổ chức cho học sinh là kiểu hoạt động trải nghiệm ở ngoài giờ lên lớp. Xin mời quý thầy cô trao đổi và thảo luận ạ. Mời quý thầy cô tương tác cùng với em ở trong cái buổi chuyên đề ngày hôm nay để giúp, tại vì em á là người đưa ra cái nền thôi, còn cái người thực hiện cuối cùng hay là người gặp phải những cái vướng mắc hay là người đưa ra cái giáo án hoàn chỉnh cuối cùng